ra tự ở như cái nhà cái gánh tâm nè, còn mình cha mà cha ổng ít nói chuyện, có cha con ở trong nhà còn ngủi hoài. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ cùng với Út Đức đang có mặt tại khu nhà thờ, và phía xa này là khu đất thánh đó cô bác quý anh chị. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ cùng với Út Nhất cũng như là anh Một Đồng để mà ra thăm cái khu mộ của bà, chia sẻ cho cô bác quý anh chị biết luôn. Út Nhất thì nói hổng dài thì cũng mấy anh thợ là xây như thế nào cũng chia sẻ cho mọi người biết với. Của thứ hai thì là cái xây má má rồi đó. Thứ hai nó báo thứ hai xây cho má má thì xong. Hôm nay là vẫn còn xây đúng không? Còn xây thứ hai chủ nhật nghỉ nữa. Thứ hai là xong. Thứ hai là vô đặt là xong. Chiều nay thì ông Nhất cũng sau khi thăm mộ của má thì ông Nhất sẽ đi đi lễ. Đi lễ ha. Rồi ha ông Nhất. Ông Nhất có vô đây không? Hả? Ông Nhất có vô thăm mộ mày không? Có vô ba lần rồi nha. Vậy hả? Vô sẵn coi người ta xây đó. Trả tiền người ta hết rồi đúng không? Xong hết trơn rồi đó, khỏe. Giờ cũng chỉ là người ta xây thôi. Trong cái khuôn viên của nghĩa trang một buổi chiều mưa cái mình thấy lạnh lẽo ha. Giờ này trời cũng đang mưa nữa thì mình sẽ cố gắng cùng một chút để anh dạy mộ cụ bà. Anh Tú không cài có ga không ốp nhá. Nó ga mộ má đó, người ta nó không chịu đi. Chắc cũng sợ. Nó con mình nó cũng sợ, nó hơi dây đi. Một mình anh Tú sợ hả anh Út? Đang dán gạch không chứ? Đang dán gạch đúng không? Dán gạch xong rồi. Như dán gạch xong rồi mình còn làm chắc còn ấy hay gì á, đang mới mới chùm bọc lại nè. Sợ mưa ướt á. Thôi được mẹ được ấm cúng mang nghỉ vậy thì thấy cũng an lòng rồi. Ở ngày cho ca ba lần hấp nhất. Biết ca ba lần coi coi như người ta làm này kia đó. Ừ. Coi người ta làm kỹ lưỡng không đó, đặt mình biết mình nói như ai. Cho tiền ta hết rồi đúng không? Xong ở đây mình đơn. Ở đó là vừa ấy này vô rồi cái đưa trước hết trơn cho nó khỏe chứ không có để nhà được, trả cho người ta đâu ra đó nó rồi. Đi xích ra ngay sang dây điện nè, dây điện mưa dây điện nó rất là đầu nguy hiểm quá. Đi xích ra đi tất cả đúng rồi. Là bữa nay là thợ là chủ nhật nghỉ không nhất? Thợ nay chủ nhật nó nghỉ hết trơn. Qua nó có báo nó chủ nhật nghỉ. Vậy là thứ hai này là xong. Thứ hai là nó làm nó dán thành này kia nó là xong rồi. Thôi vậy cũng cho bà an lòng ha. Đi ra thăm là cũng nhất là chành lòng đó. Đi ra thì hơi cũng nhớ mẹ. Hả? Đi ra thì cũng nhớ mẹ nhiều. Có kỷ niệm với mẹ mà. Sao mũi mũi lòng nó gì vậy? Cứ thả ra mẹ là tự cứ nhớ bà. Sao nói rồi? Có mấy mẹ con đó. Cái hụng hỷ cái đó quen. Khi giờ cái bác mát cái tự ứng như cái nhà cái gánh tâm nè. Còn mình cha, mà cha ổng ít có nói chuyện. Có cha con đó ở nhà còn ngủi hoài. Có mẹ thì đâu phải cũng vui, phải tới lui, nó cũng kêu ghéo nên kia cũng đỡ buồn. Một tuần lễ này mà ra thăm 2-3 lần rồi. Với ra coi người ta xây đó, cái ngầu chơi với người ta xây đó. Vậy hả? Mình ngầu coi lâu lắm, không biết mới về. Lâu lắm mới về, không nhỉ? Với cả tiếng, cái tiếng máy không biết mới về. Cũng như người ta xây đó, cái mình ngầu bên chỗ mát đó, mình coi người ta xây. Coi người ta xây hay là mình cảm thấy mình bùi ngùi khi mình nhớ mẹ mình. Hôm nay cũng nhớ má đó, mình chạy xẹp xẹp đi ở ngoài. Thank you.
thành lòng quá ha. Ngày hôm nay mưa lại cảm thấy buồn buồn đó. Ừ, đè mưa đi, mưa đi gặp mẹ cái thằng kia. Cố lên đúng nhất. Ừ, hiểu chứ cũng cố lên. Thẩm ngày làm sao rồi? Không biết làm ngày cũng thẩm ngày đi nhổ đó con. Thấy cũng khỏe. Cũng đỡ hơn mấy bữa trước mà mẹ còn sống đó, mình buồn cái với nó mệt á. Cái nó quằn quại đuối. Giờ cái nhổ hành thấy nó phải ghe. Nhưng nhổ là từ đầu là cái thấy nó khỏe, nó không có mệt mỏi. Mỗi lần Út Nhất ra đây là Út Nhất nhìn mồ mẹ mình là Út Nhất lại khóc rồi. Thôi vậy mình vô đi. Có cần ngay Út Nhất có cần nắng lại không hay là vô? Út Nhất cũng mưa đó cơ. Về cái cơm nước cho nấu cơm cho Cường rồi đó. Ăn chiều Út Nhất thanh thủ đi lễ nha mẹ. Chiều nay là chủ nhật là Út Nhất đi lễ để cầu nguyện cho mẹ. Cầu nguyện cho mẹ. Mưa anh một đồng ơi. Mình vừa đi vô mà vừa nói chuyện đi. Mình vô nhà luôn đi để nấu cơm cho anh Cường nữa đúng không? Đúng rồi. Chứ ở ngoài này trời đang mưa gió quá cả nhà. Này con chào ông cụ. Dạ. Con chào ông cụ. Cụ khỏe không? Cụ khỏe, nhà ở đâu không có gì nữa. Mấy ngày nay hai anh em đi Cà Mau cũng chưa thăm ông cụ. Dạ. Dạ sức khỏe không sao rồi? Cũng khỏe à. Khỏe rồi. Bữa nay con mắt thấy bớt thâm quầng rồi đó. Hết rồi. Sáng mấy ngày nay ăn cháo đồ được không ông? Con đi ăn cũng thấy hoài. Dạ. Rồi gì ăn cơm nữa. Rồi làm mấy ly mới làm ly sữa bữa nào uống ly sữa hết. Thấy sữa này uống ngon, con thấy ông uống ngon à? Uống này uống ngon. Bỏ chút đường vào cái rượu quậy uống để uống hoài. Dạ. Làm cứ ngày 2 ly. 2 ly không? 2 ly cho 3 ly rồi quậy ra này uống trưa nè. Bữa nào cũng làm hết tân hết lon rồi. Hết lon rồi. Hết lon rồi. Bỏ lon cái gì. Không muốn vậy là nó mới lợi sức được. Giờ tính là khui lon mới hơn nữa. Dạ còn nhiều mà tới 12 lon nữa mà. 12 giờ hay giết lấy bà ca là cũng uống nữa. Ông Nhất cũng có uống đó hả? Đó là uống đó để làm hút điên rồi tôi làm điên kệ. Cho ông với ông Nhất uống bồi dưỡng mà nên là nữ là chị nói là gửi cho ông Nhất uống sớm để mà giữ gìn sức khỏe. Nó cũng ăn cơm rồi nó cũng uống nay mắc hết thông quần rồi đó. Tôi thì làm mỗi bữa bị tôi uống giúp ơi thôi rồi trưa làm mau hết. Dạ. Thời điểm bây giờ thì rất là hiếm những ông cụ mà 90 tuổi mỗi sáng phải chạy chiếc xe đạp đi ăn sáng, ăn cháo được. Dạ, ông đi cụ... bữa nào cũng vậy hết. Dạ. Rất là mệt. Chát này dông lên tận ăn cụ tiếu rồi uống nước trà chơi với anh em nói chuyện chơi cáp ra rồi đi về là cũng làm nghỉ. Ta có đi đâu. Hôm dài anh Út đi nhà làm trở lại hả ông cậu? Út nào? Anh Út Dứt á. Nó có đi làm rồi chưa mời. Dạ. Giờ chiều ta nó nghỉ rồi. Dạ. Rồi hồi sớm anh Út đi làm rồi ai nấu cơm cho ông cậu? Nó đi rồi đi về nấu. Mình đi bàn tới 10 giờ á. Dạ. Về bắt cơm á hồi. Còn tôi thì sáng ngày ăn hủ tiếu cháo rồi kia cho tới 10 giờ cũng chưa đói gì đâu. Dạ. Cũng giỏi ha. Chuyên nghiệp nhất nha. Đi rồi phải tranh thủ về để nấu cơm cho ông cụ với em của mình nữa. Nó thì về nấu cơm. Này là tôi cũng nấu được mà lấy nó
mình cũng không có đói gì, nó để về nấu bắt một cơm bị cơm sáng nó đi rồi nó bắt rồi cái điện đó rồi bắt bỏ đó rồi giờ về hâm đồ ăn đó, rồi ăn. Rồi ông cụ nay lấy lại tinh thần lại được cũng mừng ghê. Vui. Mai mốt là có mua cái tivi cho ông cụ á. Tôi làm là vô. Tặng luôn cái galo vô luôn. Vô. Galo mấy trăm ngàn sạc pin đó. Rồi ông cụ khi xuống sàn nghe galo còn ở trên này coi tivi. Có thì cũng bị mình có mắt học được cho rõ. Dạ. Rồi coi cũng không có ấy gì, có dứt rồi nó có coi, có khi mà mình mắt nó mờ cái rồi cũng không có rõ, coi rõ không có nghe la vô thì dặn nghe rồi ngủ rồi chớ được. Cái giá giỏng này là hàng thấy ông cụ nằm thích nằm nè. Mà quán lời là biết chèn lào hư. Cười. Biết nào hư không cậu ha? Biết nào hư. Mà nằm đây thấy khỏe không? Mà nằm đây rồi bắt cái quạt đó. Dạ. Thổi rồi vậy cái má mát ngủ rồi nằm quên hồ ngủ. Chiều nay là đỡ nhất nấu cơm rồi ăn cơm nữa rồi nghỉ ngơi. Ông cụ ngủ, ông cụ ngủ sớm không? Là 9 giờ mà ngon ngủ bị mà bị hấp vậy ha, ngày nào giác qua rồi không có ấy. Yeah. Rồi nằm rồi lát 9 giờ giờ mà dân bụng bỏ rồi chung vô nằm mà hồi đó 9 giờ cháu lên ngủ. Thôi ông cụ nghỉ ngơi đi, con lại coi ông nhất đang làm cái gì á. Nay gặp cụ khỏe là vui rồi. Dạ. Em cụ vui cái mấy anh em mình cũng vui theo. Anh nhá nhìn đẹp quá. Không mặt đèn lên cho sáng lúc nhất. Ờ biết hơn nữa là còn sớm chứ không có bạc. Trời tốn điện. Trời ơi. Chỉ này là cái như là băng đêm thôi. Chỉ băng đêm này giờ uống cái mỡ thôi. Đó, vậy mà sợ tốn điện nữa thôi cho xin 500 điện đi. Ôi cái chị là có cái bằng cái giờ con đêm biết mới mà được mà. Trời ơi quy định luôn hả? Như là 6 như là 6 giờ rưỡi mà hả ta. Còn sáng thì để mà hả thì 7 giờ thì đặt lên. Tối quá rồi nhiều khi ông cụ không thấy đường đi vệ không sinh có. Sao? Có thì ông đi cái chị ổng. Nó ham đi cho ông mở lên. Sợ bật đèn chuyên mà sợ bật đèn tốn điện hết trời. Bởi vì cũng sợ nó đợi cái nào mà mình hạ tiện được hạ tiện. Hạ tiện để dành mai mốt là lấy vợ lấy chồng gì. Thôi dễ gì nó cũng để tiền nó cũng tiền của mạnh thường quân cũng không có thấy được. Cũng như là đâu cho nằm đó đi. Để sau này có yếu đuối nhưng thì cũng có số tiền mạnh thường quân cũng đỡ. Còn giờ thì biết mặn mà ngay sống khỏe. Vậy là tiền bây giờ mình có thể là mình khỏe rồi đó đúng không? Hết lo rồi đúng không? Hết lo rồi, như cái tiền đó cũng như là để đó đi. Sao là mình có lớn tuổi mình kia đó, nếu đuối mà không được thì cũng có số tiền nó cũng đỡ. Còn giờ như biết còn mặn được đó, thì đủ biết mặn. Bữa nay ăn cơm gì không nhất? Nhỏ cháu nó đưa mấy con chuột, nó chiêu chiêu cho ra cậu Cường nó ăn. Ê hả? Cũng ngon ha. Còn khô sạch không? Còn chứ, để ăn nhím nhím chứ không có ăn. Không có ăn luồng tu để nhím cái nào mà kìa. Nhưng mình thấy nghe ấy đó rồi, lấy anh con, cái hai cha con ăn. Con hai cha con ăn con được mấy con? Còn tổng cũng 4-5 con nữa. Thì ăn đi. Không, ủa cũng như cái nào ấy thì cũng để đó thì cái nào hả ăn hả thấy thì hai cha con chia chiên con hoặc là hấp con với hai cha con ăn. Chứ không có ăn hoài để dành đó nữa. Có thằng ăn. Em thấy ông cụ thích ăn khô sạch hấp cơm rồi gì đó. Ông thấy hấp cơm ổng chịu. Hấp cơm liền á. Ông ấy chịu ăn. Chuột cũng thơm quá ha. Ở Đồng Tháp mà phải nói là chuột đồng là bá cháy ha anh một đồng. Chuột
cái con thịt đồng rồi. Ngon ghê. Có nhiều người là ăn không được là sợ đó ha. Ồ. Cái này lửa nhỏ nhỏ lửa được. Chút nhất. Lửa áp hay gì được. Dạ này là sáng cho chứ không có mua nữa. À là nhỏ cháu nó bị nó ấy cho nó nãy đem vô cho. Mấy con? Cho cũng bộn luôn. Vậy hả? Làm gì cháu với con? Nó như nó đi đường phố hay gì á. Ừ. Giờ thích ăn chuột hả? Ừ, nhờ cái nó kêu ấy cho con Cường ăn á. Ừ. Chiên cho nó, cho đậu món cho nó đi. Ừ. Mà hình như là anh Cường thích ăn chuột đúng không? Ờ, như quá lâu nó cũng đâu cái này mà cũng mắc lắm, được ít cũng ít có mua. Ừ. Tại vì nó 1 ký nó cũng 70-80 ngàn. Anh nhớ là bữa hai anh em mình đó hồ nhà nút đem cơm mà có chuột ra cái anh Cường mừng. À, mừng cái nó cười hả hả nó cười hả. Ờ, đậu món nó ngon nó cười ngon cười hả. Ờ, nó nào món còn mấy cái món mà mình đem vô thường vô hoài cái như nó ngán đó. Như thịt gà nông nghiệp đó, cái đem vô hoài cái nó nói cái này ăn chay hay gì. Ờ, không có đem vô cứ nói bụng thì ăn chay gì mà đem này hoài. Nói chứ nút vậy đó hả? Ờ, nó cũng như làm cái món y hoài cái nó không chịu ăn. Ờ. Thấy gì cái đâu cái món đó thì nó rẻ. Ừ. Mà hả đem vô hoài nó nói bụng ăn chay hoài hả? Mấy ngày nay mưa thì ở nhà mình kín đáo thấy cũng êm mưa. Mưa cái nó khỏe, ông nằm ở đâu ông nằm cũng không có chay được. Mưa ông kéo màn là cũng nằm ngay đó nữa. Dạ, ổng thì chỉ là tấu là ổng mới lên giường thôi. Ừ. Cái giấc này là ông nằm đưa hãy hãy gì hoài đấy. À. Nhưng mà có hai cha con cũng vui ha. À, có hai cha con ông đi màn lên cái gặp ổng nằm đó. Ừ. Nhờ tranh thủ nấu cơm cho cha. À, cái quay lại cái mình mẩy ấy đó thì bắt nồi cơm lên cái để đó cái tắm rửa rồi cái làm đồ ăn chứ không mang. Ừ. Nấu cơm cho cha rồi nấu cho cơm cho anh Cường nữa. Thì đó chung cũng để lấy hơi khô ra định chiên thêm khô ha. Để vô tủ lạnh là ăn lâu lắm. Ừ, nào mới để lâu chứ lắm. Không có ăn. Mới ăn hết không có ăn. Hai cho con ăn con được rồi. Con một mà ăn hai, con một ăn không hết. Cái đó là luộc hay chiên? Cái này hả? Cũng như cũng chiên chiên con đó luôn. Cho nó đỡ tốn dầu. À. Hai cho con tiết kiệm ăn con một à? À, hai cho con là hấp con một, hai cho con ăn. Mấy ngày nay đi làm hành người thấy sao? À, cứ làm hành cái ấy vô nhổ thấy nó khỏe. Yeah. Làm vậy mà nó vui đó. Rồi mấy người mà làm chung với Út Nhất á thấy mua xe vậy có chúc mừng vừa dữ không? Có cũng mấy anh ông cũng chủ á thôi người ta cũng mừng. Ừ. Người ta nói như có Út Nhất có xe thì mọi người cũng đi làm nó cũng khỏe. Đúng rồi. Nhưng mà mừng sống mừng được đúng không? Mừng chứ. Anh cũng mừng giùm. Có chiếc xe đó đi làm thấy nó khỏe lại. Ô có từng văn. Mà bây giờ có nồi cơm điện với bếp ga là thấy bây giờ thấy tiện lợi hơn ngày xưa nấu cơm củi không? À cơm củi như nó hơi cực hết rồi. Mà nấu lên mình nấu biết nó cũng quen vậy chứ nó cũng nhớ là lò củi. Nhớ hả? À, vâng. Có thường với nấu nước thì đem dưới. À. Chứ có cái lò với nó nước nóng nhiều á. Ừ. Cái đem với mình bắt lên. Ừ. Cho nó đỡ hao. Ừ. Rồi có cái lò để với ừ, hả nấu nước thì đem với nó. Chứ bây giờ lò củi mà nấu trên này thì ba cái tôn nó bị đen hết. Sợ nó chứ phải ấy rồi cứ đem cái lò lên khiêng lên đây rồi. Ừ. Rồi mình nấu nước nó cũng dễ. Ừ. Thôi ở trên này nấu được bếp ga rồi tranh thủ món ăn cho nhanh bắt nồi cơm cái tắm ra cái gần xong mà. Cần chín rồi bắt cá lên chiên nữa cái là ga là có cơm 15 phút là có ăn rồi. À, hôm nay có nhà làm việc với nó đem cơm trên tường nó cũng kịp hết. Nhìn khô cái sạc này nè, ổng cũng khoái ăn nữa nè.
một con cũng bự á. Ờ con khô là bự lắm, mới ông ăn không có hao. Nếu mà ổng ăn thì là trời giá cũng là một ngày ổng ăn không hết. Hai người ăn mơ là mới hết. Ờ vì cái ổng nó như là ổng ăn, ổng lấy cái nạt đó. Còn bên thì biết. Nhưng mà ổng nhất là không có gan là ăn này ngon được không? Được, cũng giống như xé ra thôi. Ừ, cái chuột nó nhịn chuột ăn không được. Chuột ăn không được, chuột cũng ăn đâu có được. Ừ. Nếu như mà không chiên con khô đó thì ăn gì? Không chiên con khô thì ổng biết ăn cái này hủ qua xào nè. À. Hủ qua xào với cái thịt gà nè, gà nông nghiệp với cái nó mềm. À. Tôi biết xé ra biết ăn được. Cái đó là mua. À. Nhiều. Gà nông nghiệp hồi sáng mua có 25.000. Ờ. À. 25.000 thôi. Ờ, 25.000 đủ ổng biết ăn được rồi. Ừ. Tại cái đó nó mềm á, cái hầm cái nó mềm cái đầu nè. Ăn với hủ qua đó nuốt vô được, còn mấy cái này biết ăn không được. Ừ. Khi nào mới đem cơm cho anh Cường? À, xong chín xong đàng hoàng đó thôi, đem vô sớm cho nó đặng với còn đi lễ. Nghe mùi khô giờ thấy thơm rồi đó. À, khô rồi thơm nó ngon nè, ẩm rồi cha muốn phá ăn khô của mình bán. Rồi thôi thì chắc có lẽ hôm nay em với lại anh Một Đồng á, ghé thăm lại Út Nhất với lại anh cụ, với lại cho ông Nhất Út cùng với ông Nhất đi ra thăm bà cụ á, thì thấy cuộc sống của Út Nhất bây giờ nó cũng đã trở lại thường nhật hàng ngày rồi, phải cố gắng lên làm. Bây giờ chỉ tiền Mạnh Thường Quân thì mình gửi sổ tiết kiệm, hai ngày nữa thì Út Nhất mới có thời gian rảnh để mà đi làm sổ tiết kiệm với Bùi Hồ, và để mà Út Nhất trở lại một cái cuộc sống hàng ngày. Út Nhất nói có tiền của Mạnh Thường Quân giúp đỡ để sau này mình có già yếu thì mình có thể mình sử dụng số tiền đó để mình xoay sở được. Ừ, còn tiền làm là Út Nhất đi màng được á, Út Nhất màng được rồi, Út Nhất không có lấy tiền của Mạnh Thường Quân mình xài. Ừ. Giờ mới Út Nhất còn đi lao động được. Ừ. Đáng lẽ là hai anh em tính kết thúc clip rồi, mà thôi còn khúc này nó cũng thăm lại anh Cường. Đập đá nó này ha, đúng không? Nó thì đủ cái bộ của nó mới đem vô cho nó. Đủ cái bộ mà gì ăn rồi còn la nữa. Ừ, nó ăn mà nó còn la lâu hoài, mệt mỏi gì chết. Mệt có khi nào muốn gục ngã không? Có khi mệt, có khi không phải giờ, có khi mình cũng bức rứt nữa mình á. Thôi trời lỡ chứ giờ bỏ nó đâu rồi. Hôm nay thì anh Cường có tâm sự với anh Út nhiều không? Thẩm ra Cường có tâm sự với Nút nhiều không? Chùa mà nó kêu nó này mày đem cái chậu vô mày quét cái da, mày quét nhìn người ta không cái lấy cái chậu quét. Anh Cường quét luôn. Ừ, nó quét cái chậu cái đùa vô một cục vậy. À. Tôi nghe là ổn nhất quá ha. Ừ, đã nó sợ bỏ đói nữa. nó cũng đâu có ngu. Đâu ngu. Ừ. Làm trà đường là chỉ có làm thôi chứ không bao giờ mua ha. Hết nước luôn rồi. Nước trà. Làm trà đá không nhá? Cái này trà đường cho đó. Cứ làm ca trà đường. Thôi bây giờ lấy ca đó đỡ. Cái ca này chứ biết lấy cho nó. Ủa ông Nhất đi làm là ông Nhất đều đem trà đường theo hả? Hả? Không có, ông Nhất về nhà cái làm là đường uống hết, mình khỏi đi quán. Trời ơi, nhà gạch ở thấy xiên lao nó bóng ngớ không nhá. Ờ, cũng lao ra tối ngày rồi rảnh lao ra không để giờ hàng. Hồi đó nhà gỗ á, nó bị mục nó lao đâu được gì. Ủa, đâu. Nhà kia có lao được hồi nào. Đường xài mau hết không nhá? Đường xài cũng không có cũng lâu lắm thôi. Như là cha cả này nhà ông uống ba cái đó đó. Ông uống muỗng muỗng mà chứ ăn cái nhiều. Cũng quậy cho em mình. Anh Cường không biết quậy hả? Quá. Ở ngôi nhà ở dưới này hai anh em nhìn lên nó trời ơi, ngôi nhà nó đẹp ghê ha anh Đồng. Đẹp cực kỳ luôn. Nhà anh Một Đồng mà sửa lại cái nó đẹp nữa.
Người ta đi qua lại ta có khen ngôi nhà không Út Nhất? Không, nhà cắt cho cái mẫu đẹp. Mẫu đẹp ha. Dễ thương. Mưa gió đi cực quá. Mưa gió đang mưa nè, xịn không nè. Mưa cứ xịn bùng không. Nên gặp nó cực khổ. Đâu rồi, đâu rồi. Dân nhộng ngủ nha. Anh cầm máy em làm bộ đi qua coi. Anh sợ thấy điện thoại làm bộ em qua em tiếp cận thôi. Cầm máy giùm em đi. Đâu mà anh ấy. Bữa nay tưởng đâu là anh này dừng lại rồi. Nhưng mà ra tới đây anh làm muốn thoát tim ra ngoài luôn mọi người. Tại vì mình biết là anh này ảnh cũng sợ cái máy chụp hình. Nhưng mà tự nhiên bữa nay anh làm sao mà tim gan nó gụng gờ gờ. Nhưng mà hồi sớm anh nói chuyện với em anh ấy nhẹ nhàng không? Mày đi đâu mày tưởng nó là lúc này là mưa gió anh mát rồi. Mình đi vô đi để cho anh ăn cơm đi. Ừ. Em đi. Thời điểm này là đi ra xong tự nhiên gặp anh Cường nó làm bây giờ là mình choáng váng gần luôn rồi. Nhưng mà thật ra là muốn tiếp cận ảnh tại vì có đôi khi á có những cái lúc ảnh bình tĩnh ảnh bình thường là mình không có quay cái máy quay á là ảnh không có hung dữ đâu. Nhưng mà tự nhiên hồi sớm anh hỏi một cái câu mày đi đâu mày mình nghe cũng dễ thương. Mình tưởng đâu tiếp cận lại được nhưng mà tiếp cận đối với anh là một điều rất khó tại vì thời gian tới thì sẽ đưa anh đi bệnh viện á nên là nữ là mình muốn thử cái độ tiếp cận của anh thì như thế nào mọi người thì mong cô bác quý anh chị có thể thông cảm cho các anh em khi mà thực hiện cái đoạn clip nó tiếp cận không nhằm mục đích gì cả chỉ muốn là coi anh Cường thì có thể những cái không khí mà trừ mát như thế này á anh có thể dịu nhẹ lại không nhưng mà gọi là lực bất tòng tâm rồi. Nó cũng mê gan vậy đó, nó không thay đổi. Không thay đổi. Nó không có thay đổi vô ngày nào nó muốn chữ ngày nào lại chữ. Mà không chữ và không bao giờ chữ nhất á. Đúng rồi, nó không dám. Sợ đói. Thì đó nó sợ. Nhưng mà bây giờ vợ gỡ xích ra cho ảnh thì thấy nó khỏe rồi. Khỏe. Ừ. Đi tới đi lui được đó. Thấy nó đi tới đi lui thấy nó
thấy nó cũng khỏe. Mà cái lồng sắt đó là không bao giờ gửi ra được đâu. À, cái lồng sắt đó mình thấy cũng như hôm cửa có hay nó cũng hồ tấu cũng đá đó, mà đá hờ với hai cái bụng nhất cái giò hay gì luôn. Đá luôn hả? Có đá hả? Ủa hồ tấu nó đâu chắc đó đâu cũng 11 giờ gì nó chữ đâu cũng khoảng cả 2 giờ. Chữ đến 2 giờ hả? Nó chữ tới 2 giờ luôn, nó chữ là nó chữ hoài vậy đó. Tức là không nghe, có ai luôn hả anh? Không có ai trên cái tự lên cái tóc chữ khơ cái đá bung 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 khơ khơ gì cái lấy cái ca nó quết vô trong cái ca mũ nhỏ đó, quết bể đó, biết để dưới đó nó quết bể. Ừ. Tại ngày hôm qua cái quên đem cái ly mũ thế, quên cái ly kia. Ừ. Cái tấu nó quết trong cái vách đó nghe bung bung mình biết nó gầu cái ca nó bể nữa. Ừ. Mình biết trước. Ừ. Rồi cứ quay lại cái ca bể, quay lại tới cái giò. Ừ. Cái giò với đạp 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 đi bụng nhất cái gì cái im ghe cái chữ. Ừ. Vậy là những cái hành động này đâu phải là có người mới ấy đâu, tại lúc mà thằng kinh anh căng dây thẳng hay kinh sao căng đó. Đúng rồi, dây thần kinh cái nó căng thẳng cái nó chữ, còn lúc dây thần kinh nó không căng đó, cái đầu nó im gu. Có nhiều cô bác quý anh chị nói là cái lòng sắt, cái nhà sắt như vậy á thì anh Cường có thể 50 năm sau có thể phá hủy được. Được. À, tuy nhiên á là như thế này nè, cô bác anh chị sẽ hiểu. Đối với một người mà có bị giam cầm, có ý định vượt ngục hay là vượt ra khỏi một cái nơi nào đó giam cầm mình ở trạng thái đầu óc tỉnh táo á, thì có thể được bằng những biện pháp này hay cách khác. Nhưng đối với một người mà trạng thái thần kinh không ổn định như anh Cường á, để mà làm một cái việc gì đó nó ngay cái khúc sắt đó nó mục á, để mà thoát ra được là một điều không tưởng. Tại vì anh chỉ biết rằng là mình bị nhốt ở trong này, mình tìm mọi cách mình lắc lư để cho nó ra thôi. Còn làm để mà cho sắt mục hoặc là cưa sắt là một điều gì đó đối với một người mà trạng thái thần kinh không ổn định thì không thể nào. Tại vì cái chuyện đó nó không thể nào lặp đi ngày này qua ngày nọ được. Mà anh, đối với anh làm nó chỉ nhất thời thôi. Còn bình thường thì anh cứ ngồi im hoặc là anh chửi thôi. À, nhưng mà thời gian tới thì mình cũng sẽ đưa anh đi đến bệnh viện. À, sau khi uống chất trồng găng và làm sổ tiết kiệm xong thì mình sẽ tìm mọi phương án để đưa anh Cường trở về lại bệnh viện tâm thần ngay tại thành phố Cao Lãnh. Nghe ông Nhất chia sẻ buổi tối mà la chắc vòng vòng ở đây người ta sợ lắm. Không, người ta cũng sợ thương, người ta cũng sợ nó xét chuồng ra cái nó quýnh ra đó. Ừ. Người ta cũng sợ, người ta cũng gặp cái chức năng nó. Nó cũng như vô coi cửa bọng gì đó. Ừ. Sợ nó xuất ra cái giờ chờm sớm người ta sợ nó. Thôi không sao đâu. Ừ. Thôi thì bây giờ cũng tới gần đi nhà thờ rồi. Ừ. Ông Nhất cũng chuẩn bị đồ để đi lễ đi ha. Ừ. Cũng cảm ơn Cường chứ. Dạ. Không gác là nhiều. Dạ.